Aston Villa tiếp đón Man City trên sân nhà vào rạng sáng ngày 7 tháng 12 trong khuôn khổ vòng 15 giải Ngoại hạng Anh Premier League 2023-2024. Thành tích đối đầu trong quá khứ đang hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng áo xanh thành Manchester. Thống kê cho thấy, trong vòng 42 lần chạm trán Aston Villa từ năm 2002 ở mọi đấu trường, Man City thắng 30, hòa 7 và chỉ để thua 5 trận. Thế nhưng ở lần tái đấu giờ Villa sắp tới, Man City được dự đoán sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và khả năng mất điểm là khá cao. Bởi trước hết, Aston Villa đang rất tự tin với phong độ vào form. Sau 14 trận ở Premier League mùa này, giờ Villa giành 29 điểm, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. Trên sân nhà, Aston Villa thắng 17 trên 18 trận trước đó ở mọi đấu trường. Phía đối diện, Man City đang chỉ có nhiều hơn Aston Villa một điểm và cho thấy phong độ phập phù giai đoạn gần đây. Đơn cử như 4 trận vừa qua, Man City bị cầm hòa 3 lần, thua 3 trận theo kèo châu Á. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 3/4-0, những lần gần đây làm khách trên sân Villa Park, Man City chấp từ -1/1/2 đến -2/1/4 theo handicap. Do đó, việc nhà cái để kèo chấp trận đấu sắp tới ở mức 3/4-0 sớm cho thấy chủ nhà là kênh đầu tư sáng nước. Chọn Aston Villa. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 3, trận đối đầu trên sân của Aston Villa mùa trước khép lại với tỷ số hòa 1-1. Cùng niềm tin dành cho đội cửa dưới và kèo tổng bàn thắng đổi từ 3/1/4 sang mức 3 hòa, kịch bản nổ tài trong 90 phút sắp tới sớm bị nghi ngờ. Chọn xỉu.